Anh Tài ơi, em muốn khởi nghiệp kinh doanh thì bây giờ em nên tìm và cái cách nhập những cái nguồn hàng như thế nào cho hiệu quả và có thể có được cái nguồn nó tốt mà không bị tình trạng bị lừa đảo hay là không có tồn hàng trong cái quá trình kinh doanh của mình. Vâng, chào mừng tất cả các anh chị và cô chú đến với kênh YouTube của Trần Tấn Tài. Thì hôm nay Tài sẽ chia sẻ các anh chị cái cách mà mình để tìm những cái nguồn hàng cho cái ngành hàng của mình. Các anh chị có thể kinh doanh thời trang, kinh doanh nước hoa, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, giày dép hay ba lô, túi xách vân vân, rất là nhiều những nguồn hàng khác nhau các anh chị. Thì hôm nay thì Tài sẽ chia sẻ các anh chị những cái cách nhập những cái hàng như vậy và những cái nơi nhập như vậy thì nó có những cái ưu và khuyết điểm như nào. Tài sẽ cùng phân tích và trao đổi với các anh chị trong cái nội dung của video ngày hôm nay. Thì đầu tiên á, Tài muốn chia sẻ với các anh chị á, là mình khi mà mình muốn nhập cái nguồn hàng á, thường á, Tài thấy có một cái lỗi thường gặp của hầu hết những người mới khởi nghiệp kinh doanh giống như Tài ngày xưa á, đó là mình chỉ quan tâm có một thứ thôi các anh chị, đó là giá rẻ. Mình chỉ mong muốn là tìm một cái nơi nào đó giúp mình nhập một cái nguồn hàng làm sao có cái giá tốt nhất, thậm chí là cái giá rẻ nhất có thể. Xin thưa các anh chị, cái yếu tố giá rẻ là một cái yếu tố rất là quan trọng cho cái sự thành công kinh doanh của mình. Tuy nhiên nó không phải là yếu tố quyết định và nó là một cái yếu tố then chốt nhất để giúp cho mình có thể có được cái công việc kinh doanh nó hiệu quả. Bởi vì phải đòi hỏi các anh chị biết cái cách sử dụng cái tài chính ở trong cái cửa hàng của mình hoặc là trong cái doanh nghiệp của mình làm sao cho nó hiệu quả nhất. Mình phải biết cách sử dụng tài chính, đúng không? Nguồn tiền, cái dòng tiền ở trong cái mô hình kinh doanh của mình. Và cái thứ hai nữa là các anh chị mới khởi nghiệp thì đa phần là mình còn yếu rất là nhiều nguồn lực, ví dụ như nguồn lực về vốn, nguồn lực về cái cách quản lý nhân sự, rồi cái cách mình xây dựng những cái chương trình marketing và bán hàng, rồi cái cách là mình sao phân bổ các cái hoạt động kinh doanh của mình. Thì nó rất là nhiều những yếu tố như vậy, đúng không các anh chị? Vậy nên nếu mà chúng ta tìm được một cái nơi mà chúng ta nhập hàng, họ có thể hỗ trợ cho mình được nhiều thứ, ví dụ như là hỗ trợ cho mình về vấn đề nguồn vốn, về tài chính, có thể là họ sẽ hỗ trợ cho mình về vấn đề công nợ, thì rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Và cái thứ hai nữa là mình không giỏi về marketing và bán hàng thì họ có những cái chương trình đào tạo và huấn luyện cho những cái đối tác mới của họ, thì như vậy sẽ giúp cho mình đi nhanh hơn, sẽ cũng nhảy thì như vậy sẽ rất là tuyệt vời, rút ngắn được cái quá trình thành công của mình, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa là sao? Họ có thể chia sẻ cái cách mà để họ sử dụng những cái phần mềm để quản lý tồn kho hay là cái cách để họ quản lý nhân sự làm sao cho nhân sự làm việc có hiệu quả, có trách nhiệm và không có mất hàng hóa ở trong cửa hàng của mình. Đấy, thì có rất là nhiều những yếu tố như vậy. Vậy thì bây giờ ta sẽ phân tích chi tiết cái lợi, cái ưu điểm và khuyết điểm đối với từng cái nơi mà mình nhập hàng thì nó có những cái ưu và khuyết điểm như thế nào. Thì đầu tiên thì Tài sẽ chia sẻ các anh chị cái nơi mà có lẽ là các anh chị nên quan tâm đầu tiên để mình có thể đi tìm một cái nguồn hàng nào đó cho cái mô hình kinh doanh của mình. Ví dụ như các anh chị đang dự định là kinh doanh đồ chơi trẻ em, kinh doanh giày dép, quần áo, nước hoa, trái cây, vân vân, rất là nhiều những cái hàng hóa, nhiều cái mô hình kinh doanh, đúng không các anh chị? Thì các anh chị nên lên internet để các anh chị tìm hiểu, bởi thời buổi hiện tại là thời buổi 4.0 rồi. Nếu mà cái người bán hàng giỏi với các anh chị mà họ không có xuất hiện in ở trên internet thì đồng nghĩa đó không phải là một cái đối tác tốt để có thể hỗ trợ cho các anh chị trong công việc kinh doanh sắp tới. Tại tin tưởng là dù các anh chị kinh doanh cái sản phẩm gì đi chăng nữa thì internet là một phần vô cùng quan trọng để giúp cho các anh chị làm marketing và một phần sẽ giúp cho các anh chị bán hàng hiệu quả hơn rất là nhiều. Vậy nên nếu mà chúng ta có được một cái đối tác họ đang làm việc rất là hiệu quả ở trên internet, đúng không các anh chị? Các anh chị lên internet, các anh chị tìm họ thì ngay lập tức là các anh chị sẽ thấy họ là một cái kênh rất là mạnh và họ truyền thông rất là tốt ở trên internet và họ xây dựng được cái thương hiệu rất là tốt ở trên internet, hoặc là các anh chị sẽ thấy được những cái sản phẩm hay là những cái chương trình đào tạo huấn luyện của họ đối với những cái nơi đối tác mà nhập hàng từ họ, thì như vậy sẽ là một cái nơi rất là tuyệt vời dành cho các anh chị có thể hợp tác và họ sẽ hỗ trợ các anh chị được nhiều hơn.
Vậy nên khi mà các anh chị search ở trên internet, các anh chị lên YouTube để các anh chị tìm hiểu, lên Facebook hoặc là lên Shopee, Lazada hoặc là Zalo, rất là nhiều những cái kênh khác nhau ở trên internet, đúng không ạ? Các anh chị tìm hiểu ra cái nguồn hàng mà các anh chị mong muốn muốn nhập để kinh doanh. Thì nếu các anh chị tìm thấy họ, chứng tỏ là sao ạ? Họ là một cái đơn vị mà có triển khai các hoạt động kinh doanh họ trên internet. Và với những cái kinh nghiệm của họ, tại tin tưởng nếu các anh chị hợp tác với họ thì họ sẽ giúp các anh chị rất là nhiều trong công việc là các anh chị triển khai các hoạt động marketing của mình ở trên internet. Hoặc là chúng ta có thể học hỏi từ họ, đúng không? Chúng ta follow họ và chúng ta theo dõi coi cách họ xây dựng cái hoạt động kinh doanh của mình ở trên internet như thế nào, thì chúng ta có thể học một phần từ họ, đúng không các anh chị? Đấy. Vậy nên là các anh chị nên lên internet, ví dụ như các anh chị dự định là mua sỉ đồ chơi cho em thì các anh chị chỉ cần vào YouTube, các anh chị nhập là mua sỉ đồ chơi cho em, nguồn hàng giá sỉ đồ chơi cho em, thì sẽ hiện ra rất là nhiều những cái nơi mà có thể cung cấp cho các anh chị, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị lên Facebook, đúng không? Hoặc là các anh chị vào trang Shopee hoặc là Lazada đấy, hay là các anh chị muốn mua hàng từ nước ngoài thì các anh chị có thể là lên là Taobao hoặc là 1688, vì Trung Quốc được ví như là một cái công xưởng của thế giới, đúng không các anh chị? Đấy, nên là các anh chị có thể là thông qua các cái kênh internet như vậy để các anh chị nhập hàng. Đó. Và trước khi nhập hàng, đương nhiên rồi, ở trên internet thì sao ạ? Cái quan trọng ở đây là chúng ta cần phải test nguồn hàng, đúng không các anh chị? Các anh chị nhập hàng ở bất cứ đâu cũng cần phải test nguồn hàng. Tức là ví dụ như nhu cầu của các anh chị thời gian đầu là các anh chị cần nhập là 100 triệu sản phẩm để về trang trí cửa hàng của mình để kinh doanh. Nhưng mà các anh chị đừng có tập trung nhập một nơi là 100 triệu, mà các anh chị cần phải nhập nhiều nơi. Mỗi nơi các anh chị chia ra có thể là 5 triệu, có thể là 3 triệu trên một đơn hàng. Ông các anh chị tìm nhiều nơi như vậy để các anh chị nhập, và sau đó các anh chị so sánh các cái nơi này họ làm việc như thế nào, đúng không? Mỗi một nơi thì mua giá nó cao hơn nơi khác, nhưng mà cái nơi thứ hai cái giá nó không tốt bằng cái nơi đầu tiên, nhưng mà cái thời gian chuyển hàng cho các anh chị nhanh hơn, đúng không? Tức là cái khả năng họ giúp cho các anh chị xoay được cái vòng vốn tốt hơn là cái người số 1, tuy là bán giá hơi rẻ hơn một xíu. Và cái nơi thứ ba thì họ bán giá không được tốt, nhưng mà họ chuyển hàng rất là nhanh, và họ có những cái chương trình đào tạo cho những cái đối tác của mình. Họ chia sẻ cách các anh chị làm marketing, cách các anh chị bán hàng, cách các anh chị quản lý ở cửa hàng. Hoặc là nếu các anh chị có dự định xây chuỗi thì họ cũng có thể hỗ trợ các anh chị để xây dựng những cái chuỗi trong cái hoạt động kinh doanh của chị, vân vân. Và rất là nhiều những cái chương trình như vậy. Hoặc là thậm chí là họ có thể hỗ trợ công nợ các anh chị, nếu các anh chị làm ăn với họ một khoảng thời gian đủ uy tín và cái doanh số các anh chị tạo được ổn định và nó lớn, thì họ cũng có thể hỗ trợ vấn đề công nợ cho các anh chị, đúng không ạ? Thì rõ ràng là thông qua cái việc mà các anh chị nhập nhiều nơi như vậy, các anh chị so sánh nhiều cái tiêu chí. Bởi vậy tài muốn nói với các anh chị là cái việc mà chúng ta tìm một cái đơn vị mà cung cấp hàng hóa cho chúng ta chỉ là giá tốt không, nó không phải là yếu tố quyết định các anh chị, không phải là yếu tố quyết định, mà chúng ta cần có một cái nơi họ hỗ trợ cho chúng ta được nhiều hơn, có phải là như vậy không các anh chị? Ví dụ như là chúng ta mới kinh doanh, chúng ta ít vốn đi, chúng ta nhập một cái nơi mà chỉ cần là sao ạ, trong vòng 2 ngày hoặc là nhập từ sáng tới chiều là hàng đã về được kho chúng ta rồi, thì có phải là cái việc mà chúng ta xoay vòng vốn và cái việc mà hàng tồn kho chúng ta sẽ ít lại, đúng không các anh chị? Còn các anh chị ham rẻ, các anh chị nhập một cái nơi mà nó quá xa với chúng ta, tuy là giá rất là rẻ nhưng mà nó xa chúng ta, các anh chị nhập thậm chí là một tuần thì hàng mới về đến các anh chị. Hoặc là thậm chí nếu mà các anh chị tham rẻ nữa, các anh chị có thể nhập hàng trực tiếp từ ở nước ngoài, ví dụ như là các anh chị nhập từ Trung Quốc hoặc là các anh chị nhập từ Đài Loan, Úc, Canada gì đó, đúng không? Các anh chị có thể bán mỹ phẩm chức năng, ví dụ như các anh chị bán mỹ phẩm Úc hoặc là mỹ phẩm Đức gì đó, Canada đó, đó thì các anh chị nhập trực tiếp từ nước ngoài như vậy luôn, thì cái thời gian vận chuyển về đến Việt Nam rất là lâu, đúng không các anh chị? Có thể là bình quân là một tuần đến 10 ngày. Mà thậm chí có những cái giai đoạn ví dụ như bị tắc pin hoặc là bị sự cố dịch bệnh giống như vừa rồi, thì tôi thấy là ảnh hưởng rất là lớn đối với những anh chị nhập hàng trực tiếp từ nước ngoài với cái số lượng là rất là lớn, thì cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, bởi vì chúng ta đâu có biết điều gì xảy trước đối với chúng ta, đúng không các anh chị? Đấy. Thì mình chỉ tính đến bài toán giá rẻ thôi, mình không có tính được cái khả năng xoay vòng vốn của mình, rồi mình không tính được cái khả năng mà những cái nơi mà bán hàng cho mình họ có khả năng để hỗ trợ mình nhiều hơn, mình thiếu cái gì, ví dụ như mình thiếu vốn họ có khả năng cho công nợ hay không, rồi mình thiếu kiến thức để kinh doanh thì họ có khả năng là bổ sung cho mình những cái kiến thức để kinh doanh hay không, vân vân. Rất là nhiều những yếu tố như vậy.
Cho nên là Tài mong muốn là các anh chị, ngoài cái việc là chúng ta chọn một cái đơn vị có giá tốt để hỗ trợ cho chúng ta kinh doanh, thì chúng ta nên đặt ra nhiều cái tiêu chuẩn hơn. Và những cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta đang thiếu, đúng không các anh chị, hoặc là chúng ta đang còn yếu, hay là người khác giỏi hơn chúng ta, thì chúng ta cũng cần những cái tiêu chuẩn đó để hỗ trợ cho cái việc phát triển kinh doanh chúng ta. Đấy, cho nên là các anh chị hãy đặt ra nhiều những cái tiêu chí hơn, là ngoài cái việc là chỉ là giá rẻ, đúng không ạ? Hoặc là thậm chí là họ có thể là cho chúng ta đổi trả hàng. Ví dụ chúng ta chưa nhiều kinh nghiệm mà, đúng các chị, chúng ta mới mở cửa hàng, chúng ta mới khởi nghiệp kinh doanh online hoặc offline, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm là không biết là cái hàng nào bán được, cái hàng nào bán chưa được. Vậy thì nếu mà có một cái nơi mà họ cho chúng ta được đổi hàng, ví dụ như là em nhập về 10 món mà trong đó chỉ có 5 món em bán được thôi, còn 5 món em bán không có phù hợp với lại cái nơi của em, thì em có được đổi cái 5 món này lấy 5 cái món khác hay không? Đúng không? Có thể là chúng ta không được trả hàng, nhưng mà chúng ta có được đổi hàng, đúng không các anh chị? Ấy thì như vậy sẽ cũng sẽ rất là tốt cho các anh chị. Bởi vì chúng ta chỉ quan tâm giá rẻ thôi, nhưng một nơi họ không hỗ trợ gì cả, còn một nơi là giá nó cao một xíu, nhưng mà họ hỗ trợ chúng ta được đổi hàng nè, họ hỗ trợ chúng ta làm marketing nè, họ hỗ trợ chúng ta là cái cách để lên giá bán như thế nào cho nó phù hợp, vân vân, rất là nhiều những cái vấn đề phía sau để có thể thành công trong một cái mô hình kinh doanh nào đó, đúng không các chị? Cho nên đó là lý do tại sao người ta hay chọn cái mô hình kinh doanh là nhượng quyền. Các anh chị thấy không ạ? Nhiều những anh chị không có quá nhiều kinh nghiệm thì người ta sẽ lúc đầu người ta chấp nhận là lợi nhuận ít thôi, lợi nhuận rất là ít thôi, nhưng mà ta mong muốn là học được cái kinh nghiệm của một ai đó, thì người ta chấp nhận một cái mô hình kinh doanh gọi là nhượng quyền, thì sẽ được cái đơn vị đối tác họ sẽ cung cấp hết về sản phẩm, về quy trình, về những cái công thức mà đã giúp họ đã thành công rồi, thì cái việc chúng ta áp dụng vô và chúng ta sao cải tạo và chúng ta học hỏi nâng cấp lên, thì cái tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất rất là nhiều, đúng không ạ? Hoặc là sẽ có nhiều các anh chị là họ sẽ chọn là sao có một cái coach, có một cái người thầy hoặc một người huấn luyện viên, một cái người coach để có thể hỗ trợ cho họ trong cái quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Hoặc là lớn hơn nữa đó, những cái tập đoàn, các anh chị thấy những cái tập đoàn, những tổng giám đốc họ rất là giỏi rồi, nhưng mà họ luôn luôn vẫn còn cần những người gì gọi là cố vấn, đúng không các anh chị? Những người cố vấn, thậm chí ngay cả tổng thống của rất là nhiều những quốc gia, họ đằng sau họ là nguyên một cái đội ngũ cố vấn rất là lớn để hỗ trợ họ trong từng cái mảng mà họ xử lý công việc của mình. Vậy nên với cái khởi nghiệp kinh doanh chúng ta là vậy, chúng ta thường là khởi nghiệp là sao? Những anh chị ít vốn, những anh chị là ít cái kinh nghiệm, thì chúng ta nên chọn một cái đối tác mà họ có thể hỗ trợ cho chúng ta được nhiều hơn là ngoài cái việc là giá rẻ. Và cái thứ hai là sao? Chúng ta có thể chọn một cái người để hỗ trợ chúng ta về kinh nghiệm, để giúp chúng ta đi nhanh hơn và đỡ va vấp, đỡ mất thời gian và đỡ mất tiền của chúng ta hơn, đúng không các anh chị? Thay vì các anh chị phải trả giá bằng cái sự thất bại của mình, thì các anh chị mất thời gian nè, rồi các anh chị mất luôn cả tiền bạc, thậm chí là mất luôn cả những cái mối quan hệ và mất luôn cả những cái lòng tin đối với gia đình của mình đang ủng hộ cho mình làm cái công việc đó, đúng không các anh chị? Vậy nên chúng ta nên chọn cho mình một cái huấn luyện viên để họ có thể hỗ trợ cho các anh chị với một ít phí thôi. Tôi nghĩ là một ít phí không đáng bao nhiêu cả, nhưng mà sẽ giúp cho chúng ta rút ngắn thời gian, giúp chúng ta tiết kiệm được cái sự mất mát trong quá trình mà thử sai của mình. Hiện tại thì Tài đã hơn 20 năm mà các anh chị, Tài với hơn 20 năm làm trong lĩnh vực bán hàng, và mình cũng đã hơn 6 năm ra ngoài kinh doanh và khởi nghiệp rồi. Nhưng hiện tại Tài vẫn có những người coach cho mình, những người huấn luyện viên ở đằng sau, để khi mà Tài có những cái vấn đề thì Tài luôn hỏi những người huấn luyện viên của mình để xử lý công việc làm sao cho nó giảm cái rủi ro và cái tỷ lệ thành công cao nhất có thể, đúng không ạ? Rồi, đó là nguồn trên Internet các anh chị ha. Thì Internet thì chúng ta có thể là nhập từ YouTube, Facebook, rồi các anh chị có thể lên các cái sàn thương mại điện tử ở trong nước, hoặc là các anh chị có thể lên sàn thương mại điện tử ở nước ngoài, đúng không ạ? Thì vẫn có thể là tìm được cái nguồn hàng, chỉ cần các anh chị nhập cái từ khóa mà cái sản phẩm các anh chị mong muốn kinh doanh, thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra hàng trăm, hàng ngàn những cái người xuất hiện. Vậy chúng ta sẽ chọn cái top 10 đầu tiên, top 5 đầu tiên, top 3 đầu tiên trong những người sau khi chúng ta search cái từ khóa đó mà nó xuất hiện đầu tiên, thì chúng ta hãy chọn những cái nơi đó để nhập hàng. Tuy nhiên chúng ta không nên tin vào ai hết, đúng không các chị? Quan điểm của Tài là không có tin ai cả, đúng không ạ? Ngay cả bản thân mình cũng có lúc như vậy, có lúc như khác mà, đúng không các chị? Cho nên là tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai cả. Cho nên là mình trước khi mình nhập hàng của một ai thì mình cần phải xem
cái lịch sử hoạt động của nơi đó như thế nào, xem cái profile của họ, người này có uy tín hay không, có bị dính fraud hay không, có nhiều khách hàng là mán vốn, là gửi hàng không đúng chất lượng, hay là đặt hàng xong rồi không có gửi hàng, hay là họ có những cái vấn đề gì không, mình xem coi có những cái phản hồi như vậy hay không. Đúng rồi, cho nên là các anh chị mua hàng trên những cái trang thương mại điện tử Shopee hay Lazada đó, thì các anh chị sẽ thấy có những cái phần đánh giá của khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta mua ở trên Facebook cũng vậy, chúng ta mua ở trên YouTube cũng vậy. Đó, chúng ta cũng phải xem coi cái hoạt động lịch sử của cái nơi này nó đã lâu đời chưa, nó đã 5 năm, 10 năm chưa, nó cái độ uy tín nó đã tốt chưa, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là chúng ta mua thời gian đầu thì chúng ta nên mua theo cái hình thức là gọi là COD các anh chị. COD, nếu các anh chị ở xa cái nơi mà nhập hàng đó thì các anh chị chọn cái hình thức gọi là COD, tức là sao? Tức là các anh chị chỉ cọc cho họ một ít thôi. Cọc cho họ, ví dụ các anh chị mua một cái đơn hàng là 10 triệu thì các anh chị chỉ cọc đúng với cái số tiền là chi phí là gửi hàng hóa thôi, là cái tiền vận chuyển thôi, để tránh trường hợp là các anh chị đổi ý không có mua hàng thì người ta gọi là bị bơm hàng á, thì người ta sẽ tốn cái tiền chi phí, đúng không các anh chị? Cho nên là mình sẽ trả đúng cái số tiền hàng, tiền chi phí vận chuyển đó, có thể là 300, 500 thì mình chỉ cọc đúng cái số tiền như vậy thôi. Rồi sau đó khi mình nhận được tiền thì mình mới nhận được hàng thì mình mới thanh toán tiền, thì mình chấp nhận là cái chi phí của cái COD nó cao một xíu, nhưng mà để đảm bảo được cái độ an toàn của mình. Dù rằng mình đã khảo sát, mình thấy được nơi đó cũng khá là uy tín rồi đó, họ đã bán buôn được là 5 năm, 10 năm rồi, hoặc là 1 tháng, 2 tháng rồi, mình cảm thấy cũng có uy tín, cũng có niềm tin từ cái người này. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà đừng có vội tin ai các anh chị nhé. Mình hãy đặt cọc cái số tiền vận chuyển và sau đó là chấp nhận trả cái phí cao hơn cho vận chuyển, là mình thanh toán với cái hình thức là COD. Đó, là người ta giao hàng xong mình kiểm tra hàng rồi mình mới thanh toán, được không các anh chị? Đấy, những lần đầu tiên mình lấy hàng là nên như vậy. Hoặc là nơi đó nó cũng gần gần mình, cách mình khoảng đâu đó 30-40 cây số, thì các anh chị có thể là cân nhắc là đến tận nơi để lấy hàng, đúng không ạ? Để biết được cái hàng hóa và cái độ uy tín của người này như thế nào. Đó là cái cách mà mình lấy hàng ở trên internet. Rồi, nếu mà các anh chị cảm thấy đây là một cái nguồn khá là tốt cho các anh chị thì các anh chị hãy comment ở phần bình luận, đó là chọn nguồn hàng từ internet. Đấy, thì internet thì nó có cái lợi thế là như vậy, đúng không các anh chị? Lợi thế là chúng ta sẽ đỡ mất chi phí đi lại, đỡ mất thời gian mà đi lại, chúng ta ngồi ở trên internet chúng ta có thể tham khảo được rất là nhiều. Tuy nhiên là nó có một cái hạn chế là chúng ta không kiểm soát được cái độ uy tín của cái nơi đó. Cho nên cái cách để có thể kiểm soát được cái độ uy tín là chúng ta nên nhập hàng theo hình thức là COD, được không các anh chị? Rồi, và một cái nơi thứ hai nữa mà các anh chị có thể lấy được hàng, thì tôi thấy hiện tại bây giờ là dù các anh chị muốn kinh doanh cái sản phẩm đi chăng nữa thì hầu hết ở các chợ đầu mối các anh chị đều có những cái sản phẩm đó. Chỉ đặc biệt là một số những cái sản phẩm mà họ xây dựng bán hàng theo hình thức là hệ thống đó các anh chị. Ở hệ thống thì họ không có qua kênh phân phối ở các chợ thì chúng ta sẽ không có. Còn hầu hết là tất cả những cái sản phẩm khác là chúng ta đều tìm thấy ở chợ. Ví dụ như các anh chị muốn là hỏi tài là nhập đồ chơi cho em ở đâu thì các anh chị cứ ra chợ Sĩ, cái nơi, cái tỉnh mà mình đang ở đó. Các anh chị ở Tây Ninh, ở Bình Dương, ở Bình Phước, ở Hà Nội, ở Lào Cai, ở Lạng Sơn, ở Thanh Hóa, ở Đà Nẵng, ở Cần Thơ, ở bất cứ tỉnh thành nào thì đều có một cái chợ Sĩ của tỉnh đó, đúng không các anh chị? Đó, chợ Sĩ của tỉnh đó, đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ lấy ở chợ Sĩ cũng là một cái nơi rất là tuyệt, đúng không ạ? Tại sao cái chợ Sĩ thì nó cũng là một cái kênh rất là phù hợp? Bởi vì sao? Bởi vì có thể thời gian khởi nghiệp của chúng ta bán cái số lượng hàng hóa nó chưa quá nhiều, vậy nên cái lượng hàng chúng ta nhập cũng không có quá lớn. Thì chúng ta lấy ở chợ như vậy thì cũng rất là tiện cho cái việc mà chúng ta xoay vòng vốn, đúng không các anh chị? Thì các anh chị lấy ở chợ tỉnh thì thường là nó sẽ gần các anh chị, và cái việc mà các anh chị đến tận nơi các anh chị xem hàng hóa này kia thì nó cũng rất là ok, đúng không ạ? Các anh chị xem hàng hóa thì nó cũng sẽ rất là tiện, và cái việc đổi trả hàng hóa của các anh chị nó cũng sẽ rất là tiện, đúng không ạ? Thì các anh chị có thể nên là tham khảo ở đây. Các anh chị cứ đi một vòng ở chợ huyện của mình, ở chợ tỉnh của mình, cái nơi mình sinh sống. Rồi, và ví dụ như ở trong miền Nam thì có chợ Thành phố Hồ Chí Minh, là các anh chị biết là đó là trung tâm thương mại của phía Nam, đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Thì các anh chị ở quanh quanh những cái tỉnh mà gần ở Thành phố Hồ Chí Minh thì các anh chị có thể đến ở những cái chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh,
Chỉ cần các anh chị lên internet, các anh chị ví dụ như muốn nhập quần áo đi, thì các anh chị nhập là chợ sỉ quần áo tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ ra các cái tên chợ cho các anh chị đến đó. Đúng rồi, ví dụ chợ Tân Bình, chợ An Dương Vương, vân vân, rất là nhiều chợ thì các anh chị có thể tham khảo. Hoặc là các anh chị kinh doanh đồ chơi trẻ em thì các anh chị nhập là chợ sỉ đồ chơi trẻ em ở tại thành phố Hồ Chí Minh đã sẽ hiện ra hàng loạt các cái tên chợ. Các anh chị có thể là đến là chợ lớn nè, chợ Kim Biên nè, vân vân, nó sẽ hiện ra những cái tên chợ như vậy để các anh chị tham khảo, đúng không ạ? Còn ở tỉnh thì quá đơn giản rồi, các anh chị là cái nơi địa phương mà, các anh chị cứ đến cái chợ tỉnh của mình thì nó cũng sẽ có, đúng không ạ? Rồi, vậy thì cái ưu điểm khi mà mình lấy chợ tỉnh thì sao? Là các anh chị sẽ yên tâm, không lo bị cái trường hợp là bị lừa đảo, đúng không các anh chị? Bởi vì các anh chị đến tận nơi mà, các anh chị đóng hàng, các anh chị kiểm tra hàng hóa xong các anh chị mới mua mà, thì các anh chị sẽ hạn chế cái tình trạng gọi là bị lừa đảo. Tức là tiền chuyển rồi mà người ta không chuyển hàng, các anh chị không lo về vấn đề đó, đúng không ạ? Tuy nhiên nó có một cái hạn chế là giá nó sẽ cao, giá nó sẽ cao hơn là các anh chị có thể lấy ở trên internet, đúng không ạ? Rồi, và cái lợi thế nữa là sao? Cái khả năng xoay vòng vốn của các anh chị sẽ rất là tốt, bởi vì các anh chị trực tiếp đi lấy, hoặc là cái khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh đến cái tỉnh các anh chị là Long An, Tây Ninh hay là Bình Phước, hay là chợ tỉnh các anh chị di chuyển đến nhà các anh chị là khoảng cách bao nhiêu là các anh chị biết, đúng rồi. Cho nên các anh chị sẽ chủ động được cái thời gian mà các anh chị từ lúc mà các anh chị chọn hàng, các anh chị nhập hàng xong về đến nơi mình là mất thời gian bao lâu, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, hay là một ngày, hay là 2-3 ngày, thì các anh chị sẽ biết được cái thời gian chính xác là như thế nào. Lâu lâu thì nó có trục trặc thì nó trễ đâu đó vài tiếng, hoặc thậm chí là trễ 1-2 ngày là nó cũng không có quá chênh lệch nhiều, đúng không các anh chị? Thì lúc đó các anh chị sẽ dự trù được cái vòng vốn, cái khả năng xoay vòng vốn của mình. Đấy, ví dụ như các anh chị chỉ có vốn là 100 triệu thôi, bây giờ các anh chị bỏ ra, các anh chị đã bán vơi hàng 20 triệu rồi, bây giờ các anh chị nhập tiếp 20 triệu nữa. Đó, thì cái việc mà các anh chị lấy gần như vậy thì cái khả năng mà các anh chị xoay vòng vốn của mình sẽ rất là nhanh, hơn là ở trên internet phụ thuộc vào rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái cách mà ưu và khuyết điểm khi mà các anh chị nhập hàng từ chợ sỉ, đúng không ạ? Rồi, các anh chị hãy comment xuống là nguồn hàng từ chợ sỉ các anh chị ha. Đó là cũng một cái nơi mà các anh chị có thể tìm rất là nhiều những cái sản phẩm ở chợ sỉ đều có. Và cái nguồn thứ ba nữa, đó là nguồn hàng từ các nhà phân phối địa phương các anh chị. Ta lấy ví dụ như các anh chị kinh doanh tạp hóa đi, các anh chị không biết là lấy hàng từ đâu. Thì chỉ cần các anh chị mở cái cửa hàng ra và các anh chị để cái bảng hiệu là cửa hàng tạp hóa gì đó, thì ngay lập tức trong vòng vài ngày, một tuần là sẽ sale nhân viên bán hàng của các nhà phân phối ở cái tỉnh thành của các anh chị, họ đi ngang và họ sẽ thấy các anh chị và lúc đó họ sẽ ghé, họ chào hàng. Các anh chị kinh doanh đồ chơi cũng vậy, bây giờ ở từng tỉnh đều có những nhà phân phối hết rồi các anh chị, họ đều có nhân viên họ đi. Cho nên là các anh chị chỉ cần mở cái cửa hàng ra để cái bảng hiệu là kinh doanh đồ chơi trẻ em, thì trong vòng vài ngày, một tuần lễ sẽ có sale của nhân viên bán hàng của từng nhà phân phối họ xuất hiện. Đúng không ạ? Hoặc là các anh chị bán mỹ phẩm, các anh chị bán quần áo, các anh chị bán giày dép, các anh chị bán đồ ăn vân vân, các anh chị bán rất là nhiều thứ vật liệu xây dựng, thì đều có những cái sale địa phương như vậy. Một phần các anh chị, không phải tất cả các sản phẩm đều có sale địa phương họ đi nha, nhưng mà ta thấy là cũng tương đối là đâu đó khoảng 70-80% tất cả những hàng hóa ở trên thị trường ta thấy là đều có nhà phân phối ở tỉnh các anh chị đó, thì họ sẽ đi như vậy, đúng không ạ? Đó thì việc của các anh chị là nếu mà các anh chị kinh doanh offline thì các anh chị mở một cái cửa hàng và các anh chị treo bảng hiệu lên thì người ta sẽ biết. Tuy nhiên đối với những anh chị mà kinh doanh online thì sao? Mình ở trong nhà mà mình đóng cửa kinh khít thì đâu có ai biết mình có nhu cầu mua cái gì đâu, đúng không ạ? Thì đối với là nhà phân phối địa phương như thế này á, thì các anh chị sẽ không có tiếp cận được với những cái nhà phân phối địa phương họ cung cấp theo kiểu vay, mà các anh chị sẽ tiếp cận theo cách là khác. Các anh chị lên internet, các anh chị nhập cái tên nhà phân phối ở địa phương và các anh chị có thể kết nối với họ, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị sẽ ra chợ, đúng không? Rồi, vậy thì đối với nhà phân phối địa phương thì các anh chị sẽ có những cái ưu và khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm thì sao ạ? Thì các anh chị lấy một khoảng thời gian ngắn thì các anh chị có thể được công nợ, công nợ. Và cái thứ hai nữa là sao? Các anh chị đỡ phải vất vả đi đâu, bởi vì đôi lúc là các anh chị đi lên thành phố Hồ Chí Minh lấy hàng, hoặc là các anh chị đi Hà Nội các anh chị lấy hàng, hoặc là các anh chị bán quần áo thì các anh chị lên chợ Ninh Hiệp để các anh chị lấy hàng, thì các anh chị phải đôi lúc là không có nhân sự thì các anh chị phải đóng cửa lại
để các anh chị đi nhập hàng. Thì khi mà các anh chị đóng cửa lại như vậy á, đôi lúc là các anh chị sẽ bị mất khách, đúng không? Hoặc là các anh chị mất cái doanh thu của ngày hôm đó, các anh chị mất lợi nhuận của ngày hôm đó. Ở ngày hôm đó ví dụ các anh chị bán được 1 triệu tiền hàng đi, ở các anh chị lợi nhuận được 200-300 nghìn hoặc là 1 triệu tiền lợi nhuận chẳng hạn, thì các anh chị đóng cửa lại thì coi như là các anh chị sẽ mất đi cái cơ hội khách tiếp cận với các anh chị ngày hôm đó và mất luôn cả cái lợi nhuận ngày hôm đó. Cho nên đó là lý do tại sao một số những anh chị là kinh doanh họ rất là ngại cái việc phải đóng cửa đi đám tiệc hoặc là đi đâu đó hay là đi nhập hàng, bởi vì họ sẽ sợ mất khách, đúng không anh chị? Khi mà chúng ta đóng cửa, khách không có mua được chúng ta, khách có thể là cần gấp quá thì họ sang những cửa hàng bên cạnh họ mua, và từ đó là sao, chúng ta sẽ mất đi khách hàng đó. Vậy nên nếu mà chúng ta nhập hàng từ cái nhà phân phối địa phương thì tiện cho cái việc là chúng ta không phải đi đâu cả, đúng không? Chúng ta ở một chỗ thì có người mang đến tận nơi cho chúng ta. Đó chính là những cái lợi thế. Tuy nhiên là cái mặt hạn chế là sao? Do là họ phải nhập hàng từ một cái nơi xa, rồi họ phải về triển khai nhân sự, rồi họ phải là chi phí cho cái việc kho bãi, rồi chi phí cho cái việc là nhân viên, rồi chi phí cho cái việc là hàng hóa, hỗ trợ đổi trả này kia với các anh chị, rồi chi phí cho cái việc công nợ nữa chẳng hạn, thì quá nhiều chi phí, đúng không các anh chị? Cho nên đương nhiên rồi thì cái giá các anh chị nhập nó sẽ cao hơn so với cái việc là các anh chị nhập ở ngoài chợ sỉ lớn hoặc là các anh chị nhập ở trên internet, đúng không ạ? Và cái việc mà khi mà các anh chị hàng, các anh chị lỗi gì đó, các anh chị muốn đổi trả thì các anh chị cũng sẽ không phải vất vả mang đi, người ta đến tận nơi, người ta lấy về, người ta đổi trả, các anh chị sẽ đỡ hơn, vất vả hơn rất là nhiều. Tuy nhiên chỉ có một cái hạn chế là giá hơi cao thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà tính kỹ ra các anh chị, theo tài thiết nghĩ là tính kỹ ra thì nó sẽ không cao đâu. Bởi vì thay vì tất cả những cái chi phí là kho bãi này, chi phí nhân viên này, chi phí xăng xe để giao hàng này kia cho các anh chị đó, thì thay vì các anh chị lấy ở trên internet thì các anh chị cũng phải mất một ngày đóng cửa đi. Thì nếu một ngày đóng cửa đi thì các anh chị đã mất cái lợi nhuận ngày đó là bao nhiêu rồi? Có thể là 500 nghìn hoặc là vài triệu đó. Thì nếu mà các anh chị mất đi 1 triệu đi thì các anh chị chia đều ra cho cái giá bình quân mà cái đơn hàng các anh chị lấy thì 10 triệu đi, thì các anh chị nó sẽ chênh lệch như bao nhiêu rồi? Nếu mà tính kỹ ra tài nghĩ là nó sẽ không có chênh lệch giá nhiều đâu các anh chị. Thật ra họ cũng chỉ lấy công làm lời và những cái chi phí về quản lý nhân sự. Thay vì họ trả thay cho mình thì họ cộng giá vào, còn mình sau này mình tự cộng vào thì giá nó cũng vào đó mà thôi, đúng không? Nhưng mà tôi thấy có nhiều anh chị là quá tính toán chi ly về cái chuyện như vậy, đúng không? Quá tính toán chi ly về cái chuyện như vậy là mình phải là sao? Mình lấy trên internet nó rẻ, còn lấy từ nhà phân phối giá cao. Cao nhưng mà mình phải tính ra được là nó cao như vậy nó có hợp lý hay không. Nó đừng quá cao, nó đừng mắc hơn gấp đôi hoặc là nhiều quá nhiều thì như vậy nó không hợp lý. Tuy nhiên là giữa cái giá trên là khoảng 10%, 15% gì đó thì tài nghĩ là cái đó là giá hợp lý. Bởi vì nếu mà các anh chị làm sỉ đi, các anh chị làm nhà phân phối thì khi mà các anh chị bán hàng cho những cái cửa hàng á, thì có phải là các anh chị cũng phải cộng tất cả những cái chi phí đó vào, đúng không? Rồi, và thậm chí là các anh chị đang bán hàng ở cửa hàng hoặc là các anh chị đang bán hàng ở trên online, thì các anh chị trước khi là cái giá đưa đến tay khách hàng thì các anh chị cũng phải cộng chi phí là chạy quảng cáo nè, chi phí là trả nhân sự nè, rồi chi phí lưu kho nè, rồi chi phí những cái hàng mà có thể là lỗi mốt nó hư hỏng, đúng không các anh chị? Thì các anh chị có phải là cân đó hết tất cả những khoản chi phí đó vào, đúng không ạ? Cho nên là cái bài toán ở đây thì chúng ta nên xem cái nguồn lực của mình như thế nào mà chúng ta chọn những cái nơi nó nhập hàng cho nó phù hợp nhất, đúng không ạ? Rồi, vậy thì các chị hãy comment một cái nguồn hàng mà chúng ta có thể nhập được nữa, đó là nguồn hàng từ những nhà phân phối địa phương, và mỗi nơi nó đều có những cái ưu và khuyết điểm riêng của nó các anh chị, chẳng có nơi nào gọi là hoàn hảo 100% cả. Dựa trên những cái tiêu chí và cái nguồn lực của các anh chị thì các anh chị nên chọn cho mình những cái nơi nhập hàng để nó ổn, đúng không ạ? Rồi, và một cái nơi mà có thể giúp cho các anh chị nhập được hàng nữa thì tại đề xuất cho các anh chị đó là nếu mà các anh chị kinh doanh lớn, đúng không ạ? Các anh chị có được một doanh số, một khoảng thời gian khởi nghiệp, các anh chị doanh số nó tốt rồi thì các anh chị có thể chọn đến một cái phương án là nguồn hàng từ xưởng sản xuất, là chúng ta nhập tận gốc từ xưởng. Nhưng mà thực sự là Tài rất là buồn và đây là cái lỗi thường gặp của Tài, và Tài thấy cái lỗi mà ngày xưa Tài gặp mới khởi nghiệp các anh chị, và Tài thấy bây giờ ai cũng có vẻ là gặp cái lỗi giống như Tài ngày xưa thôi. Là mình mới khởi nghiệp, doanh số mình chưa cao mà mình cứ muốn là cứ nhập hàng tận xưởng, nhập hàng tận gốc. Thì nhập hàng tận gốc thì có thể là các anh chị sẽ tìm đến tất cả những cái xưởng mà tại Việt Nam. Ví dụ như các anh chị dự định là kinh doanh đồ chơi trẻ em đi, thì chỉ cần các anh chị lên internet, các anh chị nhập là xưởng đồ chơi, xưởng sản xuất đồ chơi tại Việt Nam, thì nó sẽ ra hàng loạt các cái tên xưởng mà các anh chị có thể đến cái xưởng đó để các anh chị nhập.
Nhưng mà xin thưa với các anh chị là cái hạn chế của việc nhập từ xưởng là sao? Các anh chị phải nhập số lượng rất lớn thì người ta mới bán cho các anh chị, gọi là người ta bán buôn á, chứ người ta không có dạng bán sỉ đâu. Họ giống như tại phải nhập số lượng rất là lớn thì họ mới có thể làm việc được những cái xưởng các chị, những cái xưởng lớn. Còn những xưởng nhỏ nhỏ thì tại không nói nha, các chị nhập xưởng nhỏ nhỏ thì giá thực sự nó cũng chẳng có tốt đâu đấy. Còn những cái xưởng lớn á, thì đương nhiên rồi, họ thậm chí là họ chỉ giao hàng qua tổng đại lý của họ thôi các anh chị, chứ họ cũng không có giao hàng cho những cái đại lý nhỏ nhỏ nữa. Đó, cho nên là một số những cái xưởng là chúng ta phải nhập cái lượng hàng rất là lớn. Rồi mỗi xưởng thì sao? Mỗi xưởng thì họ chỉ sản xuất được có đâu đó 5-10 mẫu thôi. Ở những cái xưởng hoành tráng lớn thì cũng được là khoảng là vài chục mẫu, 100 mẫu. Đó, ta lấy ví dụ như đồ chơi trẻ em đi, đồ chơi trẻ em mà cái kênh mà Tài đang phân phối đi, thì mỗi xưởng như vậy họ cũng sản xuất đâu đó chừng như ở Việt Nam có một cái xưởng rất là lớn các anh chị, thì họ sản xuất là đâu đó khoảng tầm 100 cái mẫu thôi các anh chị. Tuy nhiên là các anh chị biết á, là đồ chơi là hiện tại Tài đang có hơn 10.000 sản phẩm, 10.000 cái mẫu đồ chơi các anh chị. Đó. Vậy nên là một xưởng thì mình cũng đâu có thể nào lấy đủ mẫu để mình cung ứng ra ngoài thị trường đâu. Nhưng mà mình lấy một xưởng thì đòi hỏi là có 20-30 mẫu thôi. Tại lấy ví dụ như là 100 mẫu đi, một xưởng như vậy 100 mẫu, nhưng mà họ phải bắt mình lấy số lượng rất là lớn, đúng không ạ? Nhưng mà trong khi đó mình cần 1.000 mẫu để kinh doanh, vậy thì mình lấy nhiều ở nơi như vậy, cái số lượng thì cái vốn tồn kho của mình cực kỳ lớn các anh chị. Vốn tồn kho của mình cực kỳ lớn các anh chị nha. Và đôi lúc là các anh chị có thể là kinh doanh thời trang nè, hoặc là kinh doanh đồ chơi cho em giống như Tài đi, thì đôi lúc cái mẫu đó nó bị đổi mod các anh chị. Ví dụ như các anh chị đang nhập cái mẫu đó đang rất là hot ở bộ phim hoạt hình bây giờ, và nhiều bạn đang tìm chơi, nhiều khách hàng họ đang tìm cái mẫu đó, nhưng mà các anh chị nhập số lượng rất là lớn và các anh chị bán không hết trong cái thời gian mà trình chiếu cái bộ phim hoạt hình đó, và một khoảng thời gian 1 tháng sau, 2 tháng sau nó ra một cái bộ phim hoạt hình mới và người ta chuộng cái nhân vật mới đó, và chúng ta chưa bán hết cái hàng tồn này, buộc lòng chúng ta phải nhập cái mẫu mới của những cái bộ phim hoạt hình mới, đúng không ạ? Và các anh chị có thể là bán giày dép, hoặc là các anh chị bán là nước hoa, hay là các anh chị bán thời trang, thì có phải là cái mod, đúng không? Cái mod, cái trend đó. Đó, thì nếu mà chúng ta bán không khéo, chúng ta nhập số lượng quá lớn như vậy thì về sau chúng ta bị cái tồn kho, đúng không các anh chị? Vậy rõ ràng là chúng ta nhập từ xưởng cái giá rất là tốt. Câu chuyện ở đây là giá rất rất là tốt. Tuy nhiên là các anh chị không có tính được cái lượng hàng tồn kho mà các anh chị tồn lại trong kho. Các anh chị phải bán là sao? Bán đổ, bán tháo đi. Và thậm chí là đôi lúc là những cái mẫu mà nó đã quá lỗi thời, nó quá mốt rồi, cho người ta, thậm chí người ta không lấy nữa các anh chị. Đó. Thì các anh chị có bao giờ tính được cái trường hợp như vậy hay không? Thì như vậy nếu mà tính kỹ, thật là kỹ lại, thì Tài nghĩ là nó không có rẻ. Bởi vì á, nếu mà chúng ta lấy từ xưởng, chúng ta lấy 100 món đi, thì chúng ta chỉ bán được có 50 món thôi. Còn 50 món còn lại là đã do lỗi mod, hoặc chúng ta bán chậm quá, thì chúng ta buộc lòng phải bán thanh lý rồi. Còn nếu mà các anh chị lấy từ nhà phân phối địa phương, hoặc là các anh chị lấy từ chợ sỉ, hoặc là các anh chị tìm nguồn trên internet, mà các anh chị tìm được một cái nguồn nó nơi nó gần mình, thì có phải là các anh chị dù là mua nó giá nó cao một xíu, nhưng mà các anh chị mua ít, các anh chị có mua có 10 món rồi, các anh chị mua đúng cái số lượng mà các anh chị có thể bán trong vòng 2-3 ngày hết. Đó, thì 2-3 ngày hết thì các anh chị lại nhập tiếp. Đó, thì câu chuyện ở đây là các anh chị 3 ngày nhập hàng một lần, 5 ngày nhập hàng một lần, thì các anh chị chỉ cần tồn vốn 100 triệu thôi. Ví dụ như là 100 triệu là mình lại nhập tiếp 100 triệu nữa, là mình bán hết 100 triệu đó, mình nhập tiếp 100 triệu nữa. Thì đương nhiên cái nguồn vốn của mình là nó sẽ xoay liên tục trong vòng 5 hoặc 3 ngày, hoặc là bao nhiêu ngày đó, đúng không các anh chị? Đó. Còn bây giờ các anh chị nhập một số lượng lớn như vậy, các anh chị nhập một lần là 100 triệu luôn, thì các anh chị bán cả tháng mới hết 100 triệu đó. Ví dụ như doanh số các anh chị là bình quân một tháng các anh chị bán 100 triệu đi, thì các anh chị nhập một lần 100 triệu vậy, bán một tháng mới hết. Và cái độ rủi ro như vậy rất là lớn. Tuy nhiên là doanh số của Tài cũng 100 triệu, nhưng mà mỗi lần nhập Tài nhập có là 10 triệu thôi, và Tài chịu khó nhập 10 lần. Như vậy là vốn của Tài tồn kho Tài chỉ có 10 triệu thôi, đúng không? Tài vẫn xoay ra được 100 triệu doanh số trong một tháng. Còn vốn lúc này các anh chị phải là 100 triệu để các anh chị nhập một lần 100 triệu và cái lượng hàng tồn kho là 100 triệu. Đúng không ạ? Vậy nên câu chuyện ở đây là sao? Cái nguồn hàng từ xưởng á thì giá nó rất là tốt. Tuy nhiên là phù hợp cho những anh chị đang làm lớn thôi, và phù hợp những cái đại lý rất là lớn thôi. Còn đối với chúng ta mới khởi nghiệp thì Tài nghĩ là các anh chị nên cân nhắc khi mà các anh chị quyết định là có nhập xưởng hay không. Đúng không ạ? Và đó chính là những cái ưu điểm và cái khuyết điểm mà khi chúng ta nhập xưởng. Nhập xưởng thì được cái là giá rẻ thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên là sao, chúng ta có thể đặt được cái mẫu mã theo chúng ta yêu cầu nữa. Chúng ta đặt một cái mẫu riêng cho chúng ta,
giày dép hay là quần áo gì đó hay là đồ chơi trẻ em thì chúng ta là đặt một cái mẫu hoàn toàn và riêng cái thương hiệu cho chúng ta luôn, còn chúng ta làm thương hiệu riêng cho chúng ta thì chúng ta nên làm từ xưởng, đúng không các chị? Rồi các anh chị thấy là những cái nơi mà nhập nguồn hàng như vậy nó sẽ giúp ích cho các anh chị hình dung được những cái ưu điểm và khuyết điểm cho cái quá trình mà các anh chị chọn cái nguồn hàng trong cái thời gian mới, thời gian khởi đầu mà các anh chị khởi nghiệp kinh doanh. Thì các anh chị hãy chia sẻ cái video này lên tường của mình để mỗi lúc mà các anh chị muốn nhập hàng thì các anh chị có thể xem lại để các anh chị biết là từng cái nơi nhập hàng như vậy nó có những cái ưu và khuyết điểm như thế nào. Và các anh chị có thể chia sẻ như video này cho nhiều những cái anh chị hơn, những cái anh chị mà họ đang có dự định họ sẽ khởi nghiệp để kinh doanh một cái lĩnh vực nào đó thì họ cũng sẽ biết ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và Tài cũng vô cùng cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp Tài một phần nào đó để lan tỏa những cái cách này để giúp cho những anh chị mới lần đầu khởi nghiệp họ bớt bỡ ngỡ, bớt những cái rủi ro và tăng được cái tỷ lệ thành công họ lên, thì họ cũng sẽ cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và các anh chị có những câu hỏi nào liên quan tới vấn đề là nhập hàng hay là liên quan tới vấn đề làm marketing, cái cách bán hàng và nhiều những cái vấn đề liên quan tới cái quy trình mà các anh chị kinh doanh, thì các anh chị có thể để lại câu hỏi ở phần bình luận, hoặc các anh chị có thể kết nối trực tiếp thông qua Zalo hoặc là nhắn tin gọi điện cho Tài, thì Tài sẽ làm những cái video tiếp theo để có thể hỗ trợ và chia sẻ các anh chị. Và ở trong những cái chương trình mà đào tạo chuyên sâu cho với những cái đại lý của Tài hoặc là những cái học viên mà tham gia các cái lớp chuyên sâu, thì Tài sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các anh chị là dựa trên cái sản phẩm mà các anh chị kinh doanh, dựa trên cái mô hình mà các anh chị kinh doanh, dựa trên cái nguồn lực vốn và cái khả năng của các anh chị, thì chúng ta nên chọn cái hình thức nào để nhập hàng cho nó hiệu quả nhất, là nhập hàng từ ở trên internet hay là nhập hàng từ chợ sỉ hay là nhập hàng từ những nhà phân phối địa phương hay là nhập hàng từ những cái nhà sản xuất, thì nó có những cái lợi thế nào phù hợp ra làm sao đối với từng cái hoạt động kinh doanh, đối với từng cái mô hình của các anh chị. Rồi, một lần nữa thì Tài vô cùng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ của Tài. Hãy đăng ký kênh để nhận được những cái video tiếp theo từ Tài nhé. Và ấn luôn chuông thông báo khi mà Tài có livestream hoặc là ra những cái video mới, thì các anh chị sẽ là người đầu tiên sẽ nhận được những cái thông báo từ nội dung. Rồi, bây giờ thì Tài xin chào và chúc các anh chị, có một cái khởi đầu, khởi nghiệp kinh doanh của mình thuận buồm xuôi gió và